Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị quý vị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Vâng, trở lại với một video trong buổi tối hôm nay. Bảo Hoàng tiếp tục dẫn quý vị chúng ta đến tham quan một căn nhà mặt tiền trục đường chính tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và đây sẽ là mặt tiền chính ở phía trước của căn nhà thưa quý anh chị, với hai ký ốt phía trước và phía sau có thêm 16 phòng trọ với tổng diện tích là 322,5 m², ngang 10 m và sâu vào là 32,25. Trục đường phía trước mặt tiền có chiều ngang lòng đường lên tới 9 m, vỉa hè đây là 6 m mỗi bên. Trục đường và vỉa hè rất là lớn, phù hợp với mọi ngành nghề quý vị quý chị chúng ta đang kinh doanh hoặc là mua đầu tư cho thuê cũng rất là ok. Trục đường hành lang rộng, kinh doanh thoải mái ngay phía trước mặt tiền cũng như là khu vực hành lang được phép kinh doanh. Vị trí của căn nhà thì cũng rất là gần với khu vực chợ và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 tại địa phương, cũng như các trục đường chính bên ngoài như là trục đường quốc lộ 13, trục đường 22 tháng 12, vị trí này gần với thành phố Thủ Dầu Một, gần với Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm tiện ích quan trọng, có trường học, có bệnh viện, có trung tâm mua sắm, có trung tâm vui chơi giải trí trong bán kính từ 200 m cho đến 1,5 km, tất cả đều có đủ thưa quý anh chị. Và đây là hình ảnh về trục đường phía trước mặt tiền của căn nhà. Đấy, trục đường lớn, đường 9 m lòng đường, vỉa hè đây là 6 m mỗi bên, gần ngay ngã tư, gần ngay cổng chợ. Và kế bên là các cụm khu công nghiệp lớn là chúng ta vẫn thường thấy tại khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đặc biệt là phường Thuận Giao, có khu công nghiệp Hòa Lân, ngã tư Hòa Lân, khu chế xuất Nam Việt, rồi có khu công nghiệp Vichip 1, khu công nghiệp Việt Hương, kế bên ngay trục đường này thưa quý anh chị. Trục đường lớn giao nhau với các thành phố lớn trong khu vực Bảo Hoàng vẫn thường chia sẻ, có thành phố Thuận An, thành phố Di An, thành phố Thủ Dầu Một. Và đây là trục đường chợ kế bên căn nhà của mình thưa quý anh chị. Căn nhà chúng ta di chuyển ra khu vực chợ này khoảng tầm 100 m mà thôi, rất gần, vị trí quá đẹp. Đấy, hành lang vỉa hè rộng đến 6 m vỉa hè. Đấy, trục đường phía trước là 9 m, buôn bán kinh doanh đa ngành nghề, xe lớn xe nhỏ ra vào thoải mái trên trục đường này, gần chợ, gần cổng khu công nghiệp, gần các trường học, gần bệnh viện và trục đường lớn bên ngoài đường quốc lộ 13, đường DT 743. Và theo hướng này thì mình sẽ về lại với thành phố Di An với ngã 6 An Phú, và theo hướng ngược lại thì chúng ta sẽ ra lại với đường 22 tháng 12, đường quốc lộ 13, về lại với Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là quận 12 thưa quý anh chị. Ở đây thì có hai ký ốt phía trước anh chị ha, hai ký ốt đang cho thuê làm tiệm tóc và một tiệm trà sữa anh chị ha. Phía sau còn có thêm là 16 phòng trọ. Còn tổng diện tích đất thì là 322,5 m, đất phun thổ cư hoàn toàn. Còn quy hoạch tại địa phương thì được phép xây dựng một trệt 5 tầng lầu. Hiện trạng thì đã có 2 ký ốt và 16 phòng trọ. Hình thức bán là bán đất tặng nhà quý anh chị ha, bán đất tặng nhà thôi. Với mức giá hiện tại để kiếm được một bất động sản như thế này thì rất là khó ngay tại khu vực này cũng như trên trục đường này thưa quý anh chị. Mức giá hiện tại trên trục đường này với một bất động sản tương tự, diện tích như thế này, vị trí xem như thế này thì đã là trên 10 tỷ rồi thưa quý anh chị. Còn hiện tại thì mức giá cho bất động sản này chỉ có 9 tỷ 6 mà thôi, 9 tỷ 6 chỉ bớt lộc nhẹ với chủ nhà thưa quý anh chị. Còn trên thị trường với một vị trí diện tích tương tự thì giá dao động từ 10 tỷ rưỡi đến 10 tỷ 7 quý anh chị ha. Với bất động sản này thì chủ nhà đang cần bán gấp, giảm sâu, giảm nét cho quý anh chị để quý anh chị chúng ta có thể sở hữu sớm với một bất động sản vị trí đẹp và mức giá thì vô cùng phải chăng rẻ nhất trên thị trường. Bảo Hoàng cam kết với chúng ta sẽ khó có thể kiếm được một bất động sản thứ hai như thế này trên trục đường này. Và đây là hình ảnh bên trong với hai dãy trọ và hai ký ốt quý anh chị ha. Đấy, hiện tại thì đang cho thuê full phòng anh chị ha. Với thu nhập thì gần 25 triệu một tháng. Đấy, thu nhập cũng vừa phải. Vị trí này thì gần cổng khu công nghiệp cho nên là công nhân viên sinh sống và làm việc tại địa bàn trong khu vực rất là đông. Phòng trọ luôn luôn kín anh chị ha. Đấy, còn hiện trạng thì chỉ là nhà cấp 4 thôi. Đấy, nhà mái tôn lâm phong. Nhà cũng được xây dựng khá lâu cho nên là công trình cũng có đôi chút xuống cấp. Tuy nhiên thì hiện trạng vẫn còn sử dụng khá là tốt và người thuê cũng còn đang kín phòng. Và hình thức thì như Bảo Hoàng đã chia sẻ, với bất động sản này chủ nhà bán đất tặng nhà này thưa quý anh chị. Và mức giá thì Bảo Hoàng không đề cập thêm, quá rẻ rồi, 9 tỷ 6. Với tổng diện tích là 322,5 m, vị trí ngay cổng chợ, cổng khu công nghiệp và cổng trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các trục đường chính trong khu vực. Mức giá quá hời, quá rẻ. Quý anh chị mình quan tâm đến bất động sản này hãy liên hệ nhanh cho Bảo Hoàng, vì mức giá của bất động sản này quá rẻ và vị trí quá đẹp cho nên sẽ bán rất là nhanh với bất động sản này. Và hiện tại trong khu vực Bảo Hoàng còn có một số bất động sản chắc chắn là mức giá sẽ cao hơn mức giá này. Tuy nhiên vị trí và diện tích cũng khác với vị trí này. Quý anh chị mình quan tâm đến những bất động sản là mặt tiền chợ, mặt tiền trục đường này
mặt tiền các trục đường lân cận trong khu vực và các bất động sản như là nhà phố, mặt tiền kinh doanh, kho xưởng, biệt thự và một số loại hình bất động sản cao ốc, văn phòng, cao ốc, căn hộ dịch vụ cho thuê, vân vân, rất nhiều, đa dạng về hướng nhà, diện tích, vị trí. Khi chúng ta có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một bất động sản phù hợp với tiêu chí của gia đình mình thì hãy liên hệ sớm cho Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của Bảo Hoàng, gửi quý vị quý anh chị chúng ta những thông tin về pháp lý cũng như là sản phẩm phù hợp với tiêu chí của quý anh chị mình. Một lần nữa, Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những sản phẩm, những video lần sau. Vâng, xin chào.